Chuyện kể từ xa xưa, Thượng Đế ban cho loài người nhiều đức tính tốt đẹp, lòng dũng cảm, đức vị tha, một tâm hồn đẹp và ti tỉ những thứ khác. Nhận ra mình hơi quá tay, Thượng Đế tặng cho loài người sự hãm để cân bằng với những phẩm chất trước đó. Nhưng may mắn thay là Thượng Đế còn tặng cho chúng ta một món quà khác để khắc chế sự hãm mà Ngài vừa ban. Đấy là chuyện cổ tích. Qua những câu chuyện vừa ảo lại vừa thật được truyền lại bởi tổ tiên, chúng ta học được những bài học quý giá để sau này lớn lên bớt hãm hơn. Vì thế cũng như nhà văn Huy Cận lượm nhạc chúc buồn rơi rớt để sáng tạo đến những vần thơ ảo não, tôi xin phép tích cóp khẩu nghiệp cả một đời để gửi đến bạn video của ngày hôm nay. Cổ tích cho người hôi nách, tấm cám, chuyện tôi kể. Ngày xưa ở vùng đất nọ có một cặp vợ chồng trẻ, dù cưới nhau đã lâu mà vẫn không có nổi một mụn con. Người vợ thì sắp đến cái tuổi mà thân hình bát mang dần chuyển thành bát giới, cho nên việc mang thai đối với bà bây giờ quả thực là một ước mơ quá đỗi xa vời. Thế nên hai vợ chồng buồn lắm. Bỗng một hôm trên đường vào rừng lấy củi, người vợ bất chợt tìm thấy một vết chân lạ. Tò mò bà liền ướm thử xem sao. Bùm phát bà bị chậm kinh. Và rồi 9 tháng 10 ngày sau bà hạ sinh được một nàng công chúa xinh đẹp, đặt tên là Tấm. Từ lúc mới chào đời, Tấm đã thể hiện mình là một người có tố chất. Tấm thông minh, Tấm xinh đẹp. Người ta đồn là khi nàng đánh giấm, thậm chí trong bán kính 2 mét còn có thể ngửi thấy mùi trà neo. Nhưng hồng nhan thì bạc phận, bởi ít lâu sau thì mẹ cô qua đời, bỏ lại hai cha con một mình sang sẻ. Quá đau buồn vì mất vợ nên không lâu sau, bố Tấm lấy vợ mới. Mẹ kế của Tấm là single mom, bà có một người con riêng tên là Cám. Chạc tuổi Tấm, tình chị em như cá với thớt, cứ gặp là chém nhau nên chưa bao giờ là hòa thuận cả. Được vài năm thì bố Tấm cũng qua đời, bỏ nàng lại một mình với mẹ con Cám. Nếu nhà văn Nam Cao có bài ca Sống Mòn thì người viết lời và phổ nhạc cho ca khúc Sống Chó chính là mẹ con nhà Cám đây. Vì từ ngày bố Tấm mất, nàng bị đối xử không ra một cái gì. Mọi công việc nặng nhọc trong nhà đều bị đẩy đến tay Tấm. Mẹ con Cám ngày nào cũng bắt nàng phải làm việc từ sáng tới tối. Làm cho đến khi bọt mép sùi trắng xóa như trà sữa kem chi thì thôi. Nỗi buồn ơi, nếu mi là vật chất thì Tấm là kẻ giàu nhất thế gian. Cho đến một ngày nọ, nhà vua mở hội kén vợ cho con trai. Già trẻ, gái trai nô nức chuẩn bị áo quần để đi chạy hội. Tấm cũng xin đi theo, nhưng đời nào hai mẹ con Cám đồng ý. Mày nói cái gì? Đi theo à? Mày tin tao tạc trà xanh vào mồm mày ông con khỉ đầu chó này? Nhìn lại mặt hàng đi nha. Con gái tao nó là lá ngọc cành vàng, bím đính kim cương, ngực rắc kim tuyến thì nó mới được đi dự hội, thì nó mới được hoàng tử để ý đến. Chứ cái loại dính xi măng chẳng giấy thép như mày theo để làm vong à. Dứt lời mụ chỉ tay vào góc nhà. Nhìn theo hướng tay mẹ chỉ, Tấm đổ cả mồ hôi. Ở góc nhà là cái ghế chàng kỷ, cái ghế 10 năm chưa lau với những đường nét hoa văn được khắc tạc tinh tế như chọc vào mắt những người muốn vệ sinh nó. Nhìn từng lớp bụi bẩn bám vào thành ghế mà cảm tưởng như chỉ nay mai thôi, cái ghế này sẽ thành tinh và nó sẽ đấm vỡ mồm bất cứ thằng nào dám cầm rẻ lau mà tiến đến gần nó. Mặc dù đã dùng cả chiều để lau, dùng mọi phương pháp mà Tấm có thể nghĩ tới, nhưng cái ghế chàng kỷ vẫn đéo sạch. Bất lực trước thực tại, Tấm òa lên khóc. Nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Tấm, Bục hiện lên và nói: Làm sao con khóc? Tấm lau vội giọt nước mắt rồi nức nở: Dạ, tại mẹ bắt con phải lau xong cái ghế này mới được đi xem hội ạ. Mà lau xong chắc hội cũng càng rồi Bục ơi. Bục nghe vậy thương Tấm lắm, liền vẫy đũa phép wing and trang tịch và chiếu một phát cây ghế chàng kỳ bất chợt sạch bóng. Tấm lại òa lên khóc: Nhưng Bục ơi, ghế tuy sạch rồi nhưng con không có quần áo đẹp để đi hội thì phải làm sao bây giờ ạ? Bục khẽ gật đầu rồi dúi vào tay Tấm một tờ giấy và bảo: Thứ này sẽ giải quyết vấn đề của con. Tờ giấy còn con ghi đọc một số 96. À, con hiểu rồi, đây là mã két sắt đúng không Bục? Mẹ có thần kinh, 96 tức là trường cửu lộc, có nghĩa là đề hôm nay về 96 đấy. Sắp 6 rưỡi rồi, nhanh con mẹ mà chân lên. Quả nhiên đề hôm ấy về 96. Tấm trúng lớn, lấy hết tiền đi mua quần áo rồi chạy như bay đến dự hội. Nhà vua hôm ấy tổ chức hội tưng bừng. Ngày hội hôm ấy thể hiện sự đẳng cấp của giới nhà giàu chốn hoàng cung. Từ cao lương mỹ vị cho đến những bộ cánh sang trọng mà các khách mời khoác lên đều tỏa ra một mùi polymer đậm đặc. Tấm đến nơi đúng lúc nhà vua bước lên sân khấu và dõng dạc nói: Hoàng tử sẽ chỉ cưới một nàng công chúa biết đánh đàn mà thôi. Cám nghe thế lòng vui như mở hội. Cô bước lên sân khấu biểu diễn 200 bài nhạc, từ đánh trống đến múa guitar, từ gảy piano đến chơi lúc lắc. Thế nên hoàng tử ưng Cám lắm. Nhưng cuối cùng chàng vẫn chọn Tấm vì đơn giản là Tấm biết thổi kèn. Từ ngày về sống trong hoàng cung, đời Tấm sang chương mới. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Tuy sung sướng là thế nhưng Tấm vẫn không quên ngày giỗ của cha.
biết Tấm sắp về, mẹ con Cám nảy sinh lòng đố kỵ nên bày mưu để thủ tiêu nàng. Mụ lừa Tấm trèo lên cây để hái cau cúng bố. Tấm vừa trèo lên, mụ liền chạy về nhà lấy cây phóng lợn chém cái phập vào thân cây. Phóng lợn sắc bén chém bay cả mảng cau. Tấm ngã cây mà chết, hưởng dương 18 tuổi. Giết được Tấm, mụ dì ghẻ ngay lập tức gửi Cám vào cung để thế chỗ cô. Mụ cười khoái trá vì nghĩ cuối cùng mình cũng thắng rồi. Nhưng mụ đâu biết hành động vừa rồi của mụ chính là mở bài cho một cuộc trả thù mà đến tận ngày nay người ta vẫn sởn da gà khi nhắc đến. Tấm đã chết, đó là sự thật mà không ai có thể phủ nhận được. Nhưng nghiệp chướng tích tụ đã lâu, lại cộng thêm oán khí của một người không thể siêu thoát, nàng hóa thành con chim vàng anh ngày ngày đậu ở cửa sổ phòng Cám. Biết Cám thích chơi Free Fire, cứ mỗi lần Cám bắn thua, vàng anh bên cửa sổ lại hót: gió đưa cành trúc la đà, súng mà không mạnh chắc là chưa sơn. Cám nghe thế cay quá, rút dao chặt chim luôn. Vàng anh chết đi lại hóa thành cái móng nêu trên người mẹ con Cám, móng mọc dài nhọn hoắt. Cứ mỗi lần hai mẹ con đi ỉa chùi đít là móng cắm cái phập vào mông. Cứ mỗi lần đi vệ sinh là mông lại thêm một vết sẹo. Tức mình hai mẹ con cắt bóng tay luôn. Cứ tưởng thế là xong, sáng hôm sau Tấm hóa thành cái vòi xịt đít. Chiếc vòi thần kỳ biết chọn đối tượng. Nếu như vua ngồi vào thì nước xịt ra từ vòi nó nhẹ nhàng, nó êm ái. Nó trong veo như tiếng đàn của người tài nữ vang vọng trên mặt nước sông Hương. Còn nếu hai mẹ con Cám ngồi vào á, xịt phát nào là mất trinh phát đấy. Tức mình mụ gì ghẻ tháo vòi luôn. Hai bên cứ rền giữ nhau. Tấm hóa thành cái gì thì mẹ con Cám hủy diệt cái đấy. Cho đến một ngày Tấm hóa thành răng khôn. Thành răng khôn thì sao á? Thì chết con mẹ luôn hai mẹ con nhà Cám chứ còn sao nữa. Răng khôn đau bỏ mẹ đi, chịu thế nào được. Tác giả kể chuyện còn đang đau đây. Hết chuyện rồi, tóm lại cả nhà chết, hoàng tử đi lấy vợ mới. Còn bài học á là đừng hãm mọc răng khôn đấy. Thế nha. Bạn tưởng là đã hết video rồi đúng không? Chào mừng đến với chương trình cuối mỗi video. Tôi gọi đó là comment đi và bạn sẽ lên TV xong đây. Nơi mà tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. Nếu các bạn nghe giọng thì có lẽ cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra rồi. Không, tôi không bị Covid. Tôi đơn giản là bị ốm thôi. Đấy là lý do video này bị chậm một tuần so với tiến độ. Đúng ra là sẽ delay lâu hơn cơ, nhưng mà may mắn thay là tôi vẫn kịp làm phần âm thanh trước khi tôi bị đau họng. Cho nên video này các bạn nghe mà có đoạn nào tôi bị lên tông lỗi hay là tôi bị the ấy, thì có nghĩa là tôi lúc đấy đã hết sức đấu tranh với cơn đau họng để phát âm cho các bạn nghe. Đau vãi đái. Và với tình trạng giọng như này thì thực sự là không thể quay được phần đọc comment được. Cho nên lời cuối video tôi xin chúc sức khỏe mọi người nhé. Các bạn đang ổn chứ? Tôi thì đéo. Một ngày cả nước hơn 200.000 ca, làm ai nhìn mình cũng kỳ thị tưởng mình bị Covid. Thế thì ổn làm sao được. Nhưng không sao, tôi vẫn tích cực lắm. Người nghiện sống là phải tích cực với tình cảm có đúng không? Ok, mày có nghiện đâu Tuân. Gì đây? Thôi đau họng quá, chúc mọi người bình an nhá. Tuân đi đây.